Mình đi làm việc về, dậy thêm tới 9 giờ tối. Xong dậy con lớn học. Mệt trả rời và ông chồng đi với 500 đồng đội từ sáng tới bây giờ. Về ông chồng tắm xong còn không nhớ mặc quần, cái quần là mình mặc cho. Chồng nằm không yên, mình vừa cho con nhỏ nhắn con 1,5 tuổi uống sữa thì thế này đây. Gần 10 giờ đêm mình đi lao dọn đóng này. Xong chăn màn quần áo, nhà có một cái giường nói nằm giật không biết gì. mình lao dọn xong phải trải chiếu xuống đất ba mẹ con nằm. Muốn đạt cho ông chồng trận mà phải cho con ngủ, xong con ngủ thì lại ra bôi dầu sờ tráng xem có cảm không. Quen nhau từ lúc 18 tuổi, yêu nhau lúc 21, cưới nhau năm 23. Năm nay thằng lớn lớp 1, con nhỏ nhắn 1,5 tuổi mà ông chồng mình đồng đội là trên hết, kệ con. Mà mình cũng kệ nói mãi giờ không muốn nói gì, bỏ thì không bỏ được hôm nay đàn ông nói bảo, nhìn kinh mẹ à, em bấu trới thôi, bố người lớn cũng trới hả mẹ? Mình định khiến cho đóng kia mai mà dậy dọn, nhưng mẹ con không tồn tại chỗ ngủ, không ngửi được nên lại lót cốc dọn. Ai cắt bận rộn công việc của ông xã dứt giả ra sao mà tay cháy nắng thế kia thì nói luôn luôn cho nghe. 30 tuổi, công việc văn phòng, ngồi đọc báo, xem phim, chơi game. Lương 7,5 triệu tháng tay cháy nắng là tháng bốn đi du ngoạn bốn ngày mình lương chính được sáu triệu dạy thêm tiếng anh được mười lăm triệu mọi người bảo sao không ra nhà nghỉ ngủ ông xã mình ở cùng cha mẹ ông xã đi nhà nghỉ còn hai con mình cũng luôn sợ đêm ông xã nó cảm bố mẹ ông xã sao không khuyên chán rồi không nói được nữa Sao không bỏ được, con lớn trong năm này học lớp 1, con nhỏ bé 20 tháng. Mình không sợ không nuôi được nhưng ông xã rượu chè nát, cà gái nhân này lại rất thương con. Hình ảnh người ông xã đi nhậu say cùng bằng hữu trở về nhà. Đây là mẫu chuyện của một bà mẹ trẻ. Người ông xã sau giờ làm đã đi tụ tập chè chén ăn sao cối về nhà khi đã say không hề biết gì hình ảnh anh ông xã say đến mức tắm không mặc nổi đồ, nôn ra nền nhà khiến cho người ta ngắn ngẩm. Một nát hai con lại phải chú tâm cho ông xã, chị này phải lên mạng thăng giảng mong nhận được sự đồng cảm, an ủi. Dân mạng cũng chỉ khuyên người đàn bà nên suy nghĩ thật kỹ. Cuộc hôn nhân mà biết rõ ông xã trẻ chén, chuyên viên đi karaoke rồi gái mà vẫn gật đầu được thì thật khó hiểu.